Khôi bóng chuyền Kim Huệ chuyển sang chế độ yêu mới nhưng vẫn quyết giấu mặt bạn trai. Trải qua đổ vỡ, Hoa Khôi bóng chuyền Kim Huệ hiện đang rất hạnh phúc bên bạn trai mới. Kim Huệ từng nhiều lần được bình chọn là Hoa Khôi bóng chuyền ở các giải quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Qua thời Hoàng Kim, đến năm 2017, Kim Huệ tuyên bố giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện ở đội Ngân hàng Công Thương. Về đời tư, Kim Huệ phải trải qua đổ vỡ hôn nhân. Sau đó, chị làm mẹ đơn thân nuôi con gái khôn lớn. Hiện tại, Hoa Khôi bóng chuyền đã tìm được bờ vai mới dựa vào. Người đẹp nổi danh một thời cũng rất hay đăng ảnh bên bạn trai nhưng kiên quyết giấu mặt. Mới đây, Kim Huệ gây chú ý khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Chị viết, đã hết nhiệm kỳ làm nai. Từ mai chuyển sang chế độ làm cáo, để những đứa bố láo biết thế nào là lễ độ. Trước đây, Kim Huệ thường khoe những hành động ngọt ngào như được người ấy tặng hoa, quà hay cùng đi du lịch. Có thể thấy hiện tại chị đang rất hạnh phúc trong tình yêu. Tâm sự về tình yêu mới sau khi đổ vỡ, Kim Huệ từng viết, rồi sẽ có một ngày, người ấy sẽ đến bên bạn. Một người tỉ mỉ, ân cần ngồi lắng nghe bạn kể về những tổn thương xưa cũ, không than phiền, không vội vã. Dịu dàng lắng nghe như chính cuộc đời của họ, một nửa cuộc đời họ đã vô tình bỏ lỡ. Chân thành cùng nhau nhớ lại chuyện cũ, tôn trọng một nửa bản thân không kề bên. Một người đàn ông không phải một cậu bé hiếu thắng giỏi hứa hẹn, không phải một chàng trai thích chinh phục với thú vui ngông cuồng, mà là một người đàn ông biết đọc hiểu chữ đủ và biết đánh vần hai từ trân trọng. Rồi sẽ có một ngày người ấy sẽ đến, và thời điểm là một người đàn ông chuẩn mực thay vì cậu thiếu niên chưa đủ trưởng thành. Một người đàn ông không cần quá giàu có nhưng là một người tinh tế biết lắng nghe. Chịu ngồi xuống nghe người phụ nữ của mờ nói, biết hạ mình khi sai và là một người không ngại coi người phụ nữ mình thương là điều quý giá nhất. Không cáu gắt khi phụ nữ khóc, không cằn nhằn khi phụ nữ ghen. Rồi cùng nhau khép cánh cửa cuộc đời. Nhan sắc Hoa Khôi bóng chuyền Kim Huệ qua camera thường khác ảnh tự đăng thế nào? Ở tuổi 40, nhan sắc của Hoa Khôi bóng chuyền Kim Huệ hiện tại vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều fan hâm mộ. Cận Tết Nguyên đán, Hoa Khôi bóng chuyền Kim Huệ tham gia một sự kiện lớn. Tại đây, cô gặp gỡ Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Quách Thu Phương. Lên đồ xinh đẹp, duyên dáng khi diện áo dài, Kim Huệ mượn một câu nói của Judy Garland để chú thích hình. Luôn luôn là phiên bản hạng nhất của bản thân, thay vì là phiên bản thứ hai của người khác. Trên các diễn đàn cũng truyền tay nhau hình ảnh của Hoa Khôi bóng chuyền nổi tiếng một thời. Qua camera thường, gương mặt Kim Huệ có phần đầy đặn nhiều nhưng không khác biệt quá lớn với ảnh tự đăng. Trong quá trình thi đấu chuyên nghiệp, Kim Huệ từng nhiều lần được bầu là Hoa Khôi bóng chuyền ở các giải quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Năm 2017, Kim Huệ tuyên bố giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện ở đội Ngân hàng Công Thương. Cựu vận động viên bóng chuyền Kim Huệ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Sau đó, chị làm mẹ đơn thân nuôi con gái khôn lớn. Hiện tại, Kim Huệ cũng đã tìm được hạnh phúc mới, nhưng chị chưa công khai mặt bạn trai. Phạm Thế Kim Huệ là một vận động viên bóng chuyền Việt Nam. Kim Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã từng là cặp đôi phụ công hàng đầu Đông Nam Á. Ngoài ra, cô còn được mệnh danh là Hoa Khôi của bóng chuyền Việt Nam trong hơn một thập kỷ. Ở tuổi 16, Kim Huệ đã giành một suất chính thức tại câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì Kim Huệ lại phải đối mặt với cú sốc lớn. Do tập luyện quá sức nên cô bị chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu suốt 2 năm. Ngay cả chi phí điều trị cũng phải tự mình gánh vác, vết thương cũng không ngừng tái diễn. Năm 2012, sau 3 năm vắng bóng, Kim Huệ bất ngờ quay trở lại sàn thi đấu. Cô quyết định chia tay Bộ Tư lệnh Thông tin sau 16 năm gắn bó để chuyển sang câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương. Năm 2016, nữ vận động viên đã cùng các đồng đội giành ngôi vô địch giải quốc gia. Tuy nhiên, cũng ở thời gian này, cô dần lui về làm huấn luyện viên, không còn thi đấu nhiều như trước. Dù không còn là vận động viên, thế nhưng Kim Huệ lại liên tục vướng phải những lùm xùm không đáng có trong sự nghiệp. Cô từng phải nhận quyết định cảnh cáo từ liên đoàn vào năm 2021. Sau đó, do không thể chấp nhận nổi điều này nên cô đã có phản ứng quyết liệt, sẵn sàng kiện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nếu không xem xét rút lại án kỷ luật. Khác với nhiều đồng đội yêu và lấy người cùng nghề, Kim Huệ lại nên duyên với một người không dính gì đến thể thao, cùng tuổi và làm nghề kinh doanh. Hai người từng có thời gian chung sống hạnh phúc. Hoa Khôi bóng chuyền ngoài giờ tập luyện cùng chồng chăm chút cho quán cà phê và hai cửa hàng xăm. Cho đến nay, Kim Huệ vẫn độc thân mặc dù bạn bè chị nhiều lần mừng hụt khi hy vọng cựu vận động viên lần nữa tìm thấy hạnh phúc riêng của mình. Hiện tại, Kim Huệ đang giữ kỷ lục là nữ cầu thủ duy nhất của bóng chuyền Việt Nam dự 17 mùa giải vô địch quốc gia liên tiếp.